Trên này nó có hiển thị PD luôn các bạn nhé. Thì anh em có thể thấy là những cái sạc nhanh ấy mà hỗ trợ, hoặc những cái dây cáp sạc nhanh hỗ trợ ấy, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta, anh em có thể nhìn thấy là cái chữ PD đây luôn. Xin chào mọi người, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với anh em một cái video, đó là mua hàng online giá rẻ. Trước mặt chúng ta đây đang là một cái sạc dự phòng của thương hiệu là TOPK. Cái thương hiệu này thì chắc là rất là quen thuộc với anh em ở trên Shopee rồi. Mình mua đây, đó là một cái cục sạc dự phòng với lại một cái cáp sạc các bạn nhé. Này mình sẽ khui cho anh em xem là cái cục sạc này thực ra thì nó rất là rẻ thôi. Nó cái bộ này mình mua mới có giá 204.000 thôi. Mình sẽ cho cái link anh em ở bên dưới để anh em có thể mua nhá. Cục sạc này nó có cái ấn tượng nhất với mình đó là nó có sạc nhanh 18W và có cả hỗ trợ USB-C. Có nghĩa là chúng ta sẽ có thể sạc được cho từ Type C qua Lightning, từ Type C ra Type C, và chúng ta có thể sạc cho thiết bị khác với cái tốc độ sạc cũng rất là ấn tượng. Ví dụ như những cái dòng máy như kiểu từ 8 trở lên hay là thì chúng ta có thể hỗ trợ cái sạc nhanh 18W này các bạn nhé. Thì đây là một cái cục sạc và đây là một cái dây cáp. Mình chỉ mua hai món này thôi. Thì mình sẽ cho anh em xem cái dây cáp này trước. Cái dây cáp của TOPK thì mình nghĩ chắc anh em cũng không còn lạ gì nữa. Đây là cái cáp sạc từ USB sang Lightning. Cái này cũng rất là chất lượng luôn. Cái đầu này nó bằng kim loại, kim cạch cạch luôn, rất là xịn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khui luôn em sạc. Đây anh em có thể thấy là cái cục sạc nó rất là nhỏ bé. Cái cục sạc này nó chỉ bằng, mình thấy trên hình nó nhỏ lắm, nhưng mà cầm ở trên tay này anh em thấy thế nào. Nếu mà so với cục sạc hồi trước thì mình thấy cục này nhỏ hơn, không biết là có đủ dung lượng 10.000 không. Và mình sẽ khui luôn em này ra xem là này có xịn như quảng cáo không. Cục sạc này có dung lượng là 10.000, thực ra thì nó chỉ được khoảng tầm đâu 5-6.000 thôi. Nói chung là như vậy là cũng khá ổn rồi. 5-6.000 chúng ta có thể sạc được khoảng 2 lần một cái điện thoại như của iPhone 8 hoặc là iPhone 7 hoặc là X cũng có thể sạc được. Ở ngoài thì nhìn thiết kế khá là xịn. Đây cho anh em xem qua cái thông số của nó này, 10.000 mAh, dung lượng thực của nó là 6.000 thôi. Cái này nó có sạc nhanh là 18W. Đó. Cái này đây mình sẽ khui cho anh em xem cái sản phẩm chính luôn. Đây là một cái sạc dự phòng màu trắng. Chắc chắn là bây giờ sẽ có thêm một cọng cáp nữa. Đi xì luôn. Rất tiếc là cái này nó chỉ là cổng USB thôi, chứ không phải là cổng Type-C. Cái cục sạc này nó có cả USB, có cả Type-C, có cả micro USB các bạn nhé. Đây là em sạc của chúng ta, rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Cái này nó rất là bé, khi mà chúng ta có thể đút vào trong cái túi xách các thứ đi thì mình nghĩ chắc là rất là hợp lý thôi. Cái này có sạc, có hiển thị không? À có hiển thị luôn cả đèn đó các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Đây hiển thị đèn luôn này, logo TOPK này, pin 100% này, đèn led luôn, nên là cái nút nguồn này cũng khá là ok. Ở bên này thì nó sẽ có một cái cổng sạc nhanh, cái này có cái dung lượng nguồn ra nó đâu đó 10W gì đó. Rất là đơn giản thôi nhưng mà cũng rất là đẹp luôn. Ở bên đầu hông này nó có một cái cổng Type-C, một cái cổng USB các bạn nhé. Cái này thì anh em có thể sạc được USB cũng chơi được mà Lightning cũng chơi được, rất là xịn sò luôn. Đấy, bên sau thì nó có thêm cái thông tin này, 10.000 mAh và dung lượng thực của nó chỉ được 6.000 thôi. Thì cái này anh em có thể sạc được 6.000 thì cái viên pin của iPhone X hoặc XS Max thì X thì nó khoảng đâu đó tầm 2.000, 1.800, còn con XS Max thì khoảng 3.500, thì anh em có thể sạc được khoảng 2 lần. Nói chung là ok, thoải mái cho một chuyến đi các bạn nhá. Cái này được mạ bóng màu vàng rất là đẹp luôn, cái cục sạc màu trắng rất là ok, mình thấy khá đẹp. Bây giờ mình sẽ thử xem là nó có ok không các bạn nhé. Ok các bạn nhé, đây mình đã có một cái iPhone 8 này với lại một cái cáp sạc của Remax, kèm theo nó là đó là một cái cổng USB-C với một cái cổng Lightning, và mình sẽ thử luôn là mấy cái hai cái cục hai cái cổng sạc, một là cổng tai A với một là cổng Type-C. Bây giờ mình sẽ thử cái cổng Type-C trước. Đây, cổng Type-C đi các bạn, mình sẽ cắm vào đây. Cắm vào thì nó sẽ tự hiển thị cái số phần trăm pin lên. Rồi, ok nhá, như vậy là chúng ta đã
đã sạc thành công nha các bạn. Đây, đây là cổng Type-C này, Type-C nhưng mà mình thấy đây có luôn, ở trên này nó có hiển thị PD luôn các bạn nhé. Anh em có thể thấy là những cái sạc nhanh ấy mà hỗ trợ, hoặc những cái dây cáp sạc nhanh hỗ trợ ấy, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta, anh em có thể nhìn thấy là có chữ PD đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái cổng USB xem là nó có ngon không. Cái dây này cũng khá là mềm, mình thấy cái dây này nó còn mềm hơn cả cái dây của Remax luôn, rất là mềm luôn, rất là dễ chịu, cái dây của Remax cứng vãi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cổng USB. Cổng này thì chắc chắn là sẽ không được PD rồi, nó chỉ được đâu đó khoảng 10 hay là 15W gì đấy là cái kim rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử xem nào. Rồi đợi một chút xíu, đây cái này cũng ngon các bạn nhé. Nó chúng ta nếu mà thử dây sạc nhanh cứ thử hai mặt cho mình. Đây cũng được luôn các bạn nhé. Đấy, đợi một chút xíu xem nó có PD không, nhưng mà chắc chắn là không có PD luôn, bởi vì là cái cổng USB này nó không hỗ trợ PD, nó chỉ có hỗ trợ từ Type-C thôi. Đây là anh em này, anh em mà muốn sạc được nhanh thì anh em lên mua cái dây sạc như thế này, mua một cái dây sạc như thế này, cổng USB-C ra ta lên, hoặc là C USB-C ra USB-C là sẽ hỗ trợ PD nha các bạn nhé. Rồi ok, trên đây là mình vừa mới cung cấp cho anh em một cái combo giá rất là rẻ, 200.000 thôi, nhưng mà chúng ta có một cái combo là dây sạc với cái cục sạc và rất là bé, rất là nhỏ trong cái lòng bàn tay của chúng ta, mà dung lượng thực của nó được khoảng 6.000, và dung lượng ở trên cái vỏ nó ghi là 10.000, nhưng dung thực 6.000 các bạn nhé. Rồi anh em thấy hay thì đừng quên cho mình xin một like, một share, một sub kênh, và đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ clip nào hay nhất nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại các clip lần sau.